Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hà Nội là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi lợn với hơn 1,6 triệu con. Sản lượng tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật lớn. Trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ lây lan và bùng phát, Hà Nội đã lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin kịp thời và ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn. Theo đó, Hà Nội sẽ duy trì đường dây nóng trực 24/24 giờ qua số điện thoại 0243 800 115 để tiếp nhận xử lý các thông tin, báo cáo về tình hình dịch tả lợn châu Phi trong chăn nuôi. UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các tổ chức cá nhân chăn nuôi kinh doanh, giết mổ, vận chuyển động vật phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp ngăn chặn dịch. Khi phát hiện có dịch phải kịp thời khoanh vùng, bao vây ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng. Bộ Nông nghiệp cũng sẽ siết chặt tình hình vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn qua biên giới không rõ nguồn gốc. Trong khi đó, Bộ Y tế cho biết chủng virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi khác với bệnh tả ở người. Hiện nay bệnh này chưa có thuốc đặc trị và có dấu hiệu lan rộng tại nhiều quốc gia. Từ năm 2017 đến tháng 9 năm 2018 đã có 17 quốc gia báo cáo bệnh dịch tả lợn châu Phi với tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là trên 500.000 con.